Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận công nhận 65 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. Lào Cai đảm bảo công tác phòng chống dịch khi mở hoàn toàn cửa khẩu. Ninh Thuận tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy dịp Tết và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 572 phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và công nhận 65 sản phẩm đạt hạng từ 3 đến 4 sao của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022. Trong đó có 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 56 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các sản phẩm được công nhận các hạng sao được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, được sử dụng tem chứng nhận OCOP Ninh Thuận và thứ hạng sao in dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 3 năm kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP, sử dụng và in tem chứng nhận OCOP Ninh Thuận, thứ hạng sao được công nhận lên sản phẩm theo quy định. Tiếp tục đầu tư cải tiến mẫu mã bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đánh giá ở thứ hạng sao cao hơn, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng việc liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, dần bén rễ trên vùng đất nắng gió, dưa lưới Ninh Thuận đã trở thành sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Nhiều trang trại đã áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, đã giúp sản phẩm dưa lưới đạt chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Những ngày cận Tết, các trang trại sản xuất dưa lưới đang tất bật chăm sóc để cung cấp ra thị trường những sản phẩm dưa lưới chất lượng, ngon ngọt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Được biết đến là một trong những trang trại sản xuất dưa lưới hàng đầu trong tỉnh, công ty cổ phần Nắng và Gió đang áp dụng quy trình canh tác dưa lưới VietGap trên diện tích 4 sào với 30 nhà màng. Để chuẩn bị vụ dưa Tết năm nay, trang trại đã dùng kỹ thuật khắc chữ lên dưa lưới, dưa Huỳnh Long, để phục vụ cho nhu cầu chân Tết của người dân. Quả dưa không chỉ ăn ngon mà còn đẹp, có tính thẩm mỹ cao, được nhiều đơn vị đặt hàng với số lượng lớn trong dịp Tết. Bên em cũng có các khắc chữ, như khắc chữ, ví dụ chữ phát tài, phúc lộc thọ. Thì bắt đầu từ 22, 23 âm thì bên em có thể thu hoạch để mà phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán này. Hiện tại thì như bên em đã có khách hàng nó đặt số lượng thuộc lớn rồi. Nguồn mà lớn nhất lấy đó là ở Sài Gòn với lại Hà Nội. Bên em thì trồng theo tiêu chuẩn của Global Gap, trồng như trực tiếp dưới đất, không phải trồng giá thể nên chất lượng của nó có mùi vị đặc trưng, nó khác biệt hơn những cái chỗ khác, đó là người ta trồng giá thể. Chuẩn bị sản phẩm dưa lưới cho vụ Tết Quý Mão, trang trại BT Farm ở xã Mỹ Sơn, huyện Đình Sơn trồng hai giống dưa lưới màu vàng Huỳnh Long và dưa Hà Lan với hơn 5.000 chậu theo tiêu chuẩn VietGap. Mỗi cây dưa lưới được trồng riêng trong từng chậu với giá thể sơ dừa đã qua xử lý, đặt trên mặt đất có bạt lót vệ sinh môi trường. Trang trại chỉ sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ chăm sóc, nên sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Sản phẩm trước khi xuất ra thị trường đều được đo chỉ số về chất lượng, độ ngọt, độ tươi giòn và đảm bảo mẫu mã đẹp. Công việc chính thì trồng, rồi là quắn ngọn, lặt lá rồi vậy rồi cầm gốc chọn trái. Thì cái đây làm ở đây là làm công việc ổn định rồi, nhưng mà cái dưa thì vẫn tốt mà dưa sạch. Vụ Tết mình sẽ trồng giống dưa màu vàng, thì trong đó ở đây farm của mình sẽ trồng dưa Huỳnh Long với lại dưa Hà Lan là chính. Thì ở vụ Tết thì cái dưa màu vàng thì sẽ thích hơn. Dưa làm ra thì bán nói chung là không đủ. Và năm nay thì người ta đặt nhiều nhưng mà farm mình cũng hạn chế. Hiện nay tỉnh Ninh Thuận có hơn 20 hectare dưa lưới. Nhờ được canh tác theo tiêu chuẩn VietGap nên sản phẩm dưa lưới rất được thị trường ưa chuộng. Các trang trại cho biết giá bán bình quân hiện nay khoảng từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một kg trong dịp Tết Quý Mão, mức giá có khả năng tăng cao hơn. So với nhiều loại trái cây khác thì đây là mức giá khá cao. Nhưng dưa lưới vẫn rất được thị trường tiêu thụ và có khả năng cháy hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Với lại cái dưa của mình nó cũng khá là được thị trường ưa chuộng, làm ra thì tiêu thụ hết. Công nghệ của mình nó khác với những chỗ khác, đó là mình áp dụng từ lúc trồng tới lúc thu hoạch là mình sử dụng, mình đo bằng máy móc. Những cái giá thể mình cũng xử lý và mình đo tất cả đều phải, những cái chỉ số của mình nó phải chính xác. Cái quá trình chăm sóc của công ty thì cái sản phẩm dưa lưới thì cũng đã đạt được cái chứng nhận Global Gap. Thì sau thời gian trồng trọt và chăm sóc thì đến cái ngày thu hoạch thì bên công ty cũng đã kiểm soát cái phần đúng ngày thu và đúng độ rít. Khi mà thu về thì bộ phận thu hoạch sẽ bắt đầu tuyển chọn những trái mà đạt độ đường, vân lưới đẹp, kích thước trái đồng đều, trọng lượng trái này đạt tiêu chuẩn thì bắt đầu mới xuất đi cho đến cái tại cái điểm bán lẻ. Cùng với các loại cây trồng đặc thù của tỉnh như nho, táo, dưa lưới cũng đang dần trở thành một trong những cây trồng chủ lực theo định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Với chất lượng sản phẩm đảm bảo, được thị trường ưa chuộng, giá bán ổn định, người trồng dưa lưới mong vụ mùa Tết năm nay sẽ bội thu, người lao động có một cái Tết no ấm, đủ đầy. Tính đến nay, V-Ship Quảng Ngãi đã thu hút được 33 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD đến từ các quốc gia như Mỹ, Philippines, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Trung Quốc. V-Ship đã phát triển được khoảng 478 ha trong số 660 ha đất công nghiệp với hạ tầng và các công trình công cộng, được xây dựng đồng bộ, nhà máy xử lý nước thải với công suất 12.000 m3 trên một ngày, trạm cứu hỏa và an ninh chung 24/7 cùng nhiều tiện ích khác đã được xây dựng ngay trong khu công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và phát triển của nhà đầu tư. 33 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, trong đó 22 dự án đã tạo hơn 28.000 việc làm. Dự kiến khi 33 dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo ra 53.000 việc làm cho địa phương, đóng góp to lớn vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định số 1925 ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, toàn tỉnh có 427 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 703 dịch vụ công trực tuyến một phần. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện thành phố có trách nhiệm phối hợp với văn phòng ủy ban dân tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công, sở thông tin và truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo danh sách được công bố, chủ động rà soát cập nhật bổ sung danh sách dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện theo quy định và khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc cấp quản lý về việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định về việc giao vốn đầu tư thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho chương trình này trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là trên 192 tỷ đồng, trong đó trên 37 tỷ đồng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, 22,3 tỷ đồng quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết, 91,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp, công, lĩnh vực dân tộc, hơn 12,2 tỷ đồng đầu tư phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gần 26 tỷ đồng bảo tồn phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, an cư mới lạc nghiệp. Tuy nhiên, với nhiều người, nhất là người nghèo, việc có một ngôi nhà chỉ là niềm mơ ước. Do vậy, nhiều người mặc dù chịu thương, chịu khó, vất vả quanh năm, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Nhằm giúp người nghèo có nơi ăn ở ổn định, từ quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, năm 2022, Ninh Thuận đã triển khai xây tặng hàng trăm ngôi nhà cho các gia đình đang khó khăn về nhà ở, qua đó biến ước mơ của không ít người nghèo trở thành hiện thực.
Càng cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa được đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho bà con đón Tết. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình chị Não Thị Riêm. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng nó là niềm mơ ước bấy lâu của hai vợ chồng chị. Lấy nhau trong cảnh nghèo, chồng làm bốc vác, vợ làm gia công trong cơ sở sản xuất tôm giống. Thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày và nuôi hai đứa con. Vì vậy, căn nhà tôn vách bạc đã xuống cấp, nhưng gia đình vẫn không có đủ tiền để sửa chữa. Được quỹ vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng, công ty Mekong hỗ trợ 10 triệu đồng, người thân hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, đã giúp hai vợ chồng xây được một căn nhà có diện tích gần 50m². Ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, chị Riêm và chồng mừng không thể tả, bởi từ nay gia đình đã có chỗ ở ổn định, không còn phải chịu cảnh ngập nước, mưa dột như trước. Hai chồng cũng đi làm, đó giờ mà không có dư giả được bao nhiêu hết, cũng đủ sống à. Không có tiền để cất cái nhà cho con ở, được nhà nước tài trợ, được có tiền thì bây giờ hai chồng rất là phấn khởi. Cùng với hoàn cảnh của chị Não Thị Riêm, hộ anh Châu Văn Tính cũng đặc biệt khó khăn. Vợ ở nhà nội trợ và chăm con nhỏ, chồng đi biển thu nhập lúc có lúc không. Vì vậy, việc xây một ngôi nhà để có nơi tránh nắng trú mưa chỉ là niềm mơ ước. Giờ đây, ước mơ đó đã thành hiện thực khi quỹ vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng, công ty Mekong hỗ trợ 10 triệu đồng. Hai vợ chồng vay mượn thêm người thân và bà con hàng xóm để xây dựng một ngôi nhà có diện tích gần 70m². Ngắm ngôi nhà đang dần hoàn thiện, anh Tính hết sức vui mừng. Em thì đi biển, thì có lúc không, được nhà nước hỗ trợ thì em cũng cố gắng làm. Sắp Tết nữa thì vợ chồng em cũng có cố gắng làm cho tăng trang thêm một chút để cho đón Tết. Từ quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đến nay, hàng ngàn hộ dân ở Ninh Thuận được xây tặng nhà ở giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2022, Ninh Thuận đã vận động gần 20 tỷ đồng để xây dựng 400 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Qua đó, biến những ước mơ về một mái ấm của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực. Trong cái chỉ tiêu chúng tôi phấn đấu là 200 căn nhà trong năm 2022, nhưng kết thúc năm 2022 thì chúng tôi rất là phấn khởi. Đấy là đã xây dựng được 400 căn. Không khí Tết dường như đã hiện diện trong những ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Tết này, niềm vui của những người nghèo như được nhân đôi. Được sống trong ngôi nhà thấm đượm nghĩa tình, đây là nguồn động viên khích lệ để người nghèo vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên và thoát nghèo bền vững. Để hoạt động thông quan qua cửa khẩu lối mở trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra an toàn, thuận lợi, từ ngày 8 tháng 1, công tác đảm bảo về an ninh trật tự và đặc biệt là nâng cao các giải pháp phòng chống dịch bệnh đang được các ngành chức năng chú trọng triển khai. Máy đo thân nhiệt tự động, bàn kiểm tra y tế với đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn đã được chuẩn bị lắp đặt tại hai cửa lối xuất cảnh và nhập cảnh. Ngoài đảm bảo thực hiện đúng phương châm 2K, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cũng sẽ tăng cường lực lượng để phân luồng theo dõi thân nhiệt và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân xuất cảnh khi có yêu cầu. Đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, ngành y tế tỉnh Lào Cai đã xây dựng các phương án đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với 3 trụ cột là cách ly, xét nghiệm, điều trị, tăng tỷ lệ bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine để nâng cao sức đề kháng cho nhân dân. Cùng với sự chủ động linh hoạt trong tổ chức các phương án thông quan, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Phần cuối bản tin là tin tức về công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết cũng là thời điểm các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tăng năng lực sản xuất, tích trữ hàng hóa. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện, ga ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình tăng cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do vậy, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, các nhà máy xí nghiệp và mọi người cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy nhằm góp phần đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đón Tết vui tươi, an toàn, trọn vẹn. Dịp Tết năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trúc Nguyên chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gần gấp đôi so với ngày thường.
lượng hàng về kho nhiều, nhưng khoảng cách giữa các dãy hàng luôn được đảm bảo trên 1,5 mét để vừa thuận lợi trong việc bốc xếp, vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy được quan tâm bố trí đầy đủ. Cửa phía sau cũng vừa được trổ cách đây một tháng để tạo lối thoát hiểm thứ hai. Kết thúc giờ làm, toàn bộ hệ thống điện trong kho được tắt nguồn, chỉ sử dụng hệ thống điện bảo vệ phía ngoài để tránh nguy cơ chập điện. Thực hiện kiểm tra định kỳ các cái hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu vực kho bãi hàng hóa và các khu vực để xe, và tuyệt đối là ra những cái quy định ngăn cấm về hút thuốc tại kho hoặc là tại khu vực để xe, cũng như là kiểm tra lại cái hệ thống nhiệt, hệ thống điện tại các khu vực kho. Tại chợ Phan Rang, những ngày gần Tết, hàng ngày ban quản lý chợ đều kiểm tra nhắc nhở các hộ tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Ngoài việc kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh, ban quản lý chợ Phan Rang còn thường xuyên tổ chức vệ sinh, kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy. Đội phòng cháy cơ sở cũng được tập huấn và thực hành thường xuyên để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố. Với ban quản lý chợ, phòng cháy chữa cháy được xác định là công tác thường xuyên, liên tục, đồng thời cũng mang tính cấp bách trong dịp Tết. Thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ phải tuân thủ chấp hành các nội quy và phòng cháy chữa cháy tại chợ, để cụ thể là triển khai tất cả các anh em trật tự là phải trật trực 24/24 hết. Coi như thường xuyên làm công tác an ninh trật tự và kiểm tra các thiết bị điện và các sạp hàng. Nếu cái chỗ nào mà không đảm bảo an toàn thì phải cho thay thế. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ dịp Tết, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công an các địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống cháy nổ. Chủ động lực lượng tổ chức ứng trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi có một số cái khuyến cáo nhân dân như thế này. Thế thì là đối với cái hệ thống điện thì phải thường xuyên kiểm tra, phải đặc biệt chú ý trong quá trình sử dụng điện nhằm làm sao mà đảm bảo an toàn, không để xảy ra cái sự cố chạm chập, rồi là phải bố trí sắp xếp hàng hóa trong hộ gia đình cũng như là trong cái khu vực kinh doanh là phải đảm bảo cái khoảng cách đối với hệ thống điện. Và trong quá trình sinh hoạt sản xuất thì đặc biệt chú ý đến việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, cũng như là lưu ý cái vấn đề là thắp hương thờ cúng trong dịp Tết. Tết Nguyên Đán sắp cận kề, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, chỉ cần lơ là chủ quan là cháy nổ có thể xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp của lực lượng chức năng, người dân và doanh nghiệp cũng cần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cũng chính là bảo vệ tính mạng tài sản của chính gia đình, doanh nghiệp mình. Bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.